huấn luyện viên Mai Đức Chung, người có 12 năm dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam, đã tuyên bố quyết định của mình về việc nghỉ hưu sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào năm 2023. Ông Chung cho rằng việc thay đổi huấn luyện viên sẽ mang lại lợi ích cho đội tuyển và làm mới không khí trong quá trình chuẩn bị và thi đấu. Trong việc lựa chọn người thay thế, ông Chung đã đề xuất tên của huấn luyện viên người Nhật Bản Akira Ishiri. Ông Ishiri hiện đang làm việc với đội trẻ từ U16 đến U20 nữ Việt Nam và đã tích lũy được 4 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Điều này có nghĩa là ông Ishiri đã có sẵn hiểu biết về đội tuyển và cách làm việc tại đây, bao gồm văn hóa và môi trường làm việc. Mai Đức Chung, người sinh năm 1951 tại Hà Nội, là một trong những huấn luyện viên nổi tiếng của bóng đá nữ Việt Nam và đã đưa đội tuyển nữ nhiều thành công lớn. Dưới thời ông, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành 6 trong số 8 huy chương vàng SEA Games và giành chức vô địch AFF Cup nữ vào năm 2019. Đặc biệt, đội bóng đã tham dự lần đầu tiên vào World Cup nữ 2023. Và ông Mai Đức Chung đã lập kỷ lục huấn luyện viên nhiều tuổi nhất tại World Cup nữ khi ông đã 72 tuổi tại thời điểm đó. Trước khi trở thành huấn luyện viên, Mai Đức Chung là một tiền đạo nổi tiếng và đã thi đấu cho nhiều đội bóng hàng đầu tại Việt Nam trong thập kỷ 70 và 80 của thế kỷ 20.